các bạn. Đây, ok, các bạn giờ mình thao tác của anh nha. Ok, đây, thấy dễ nhưng mà không có dễ nha các bạn. Đây từ bánh tráng. À, cái đó gì anh? Này bơ. Yes, ok bơ. Anh bơ từ anh bơ nhanh quá. Ok các bạn. Đây là bơ nha. Yes, ok. Nướng cho nó giòn cái. Ờ. Bơ. Nướng cho bánh tráng nó giòn. Hết lửa. Hết lửa rồi. Ngủ. Không á, nó đang chín mà. Ngoài bơ còn gì nữa anh? Cái này là thành phẩm gồm có trứng, tép với lại hành, lá với lại xúc xích. Dạ. Nhưng mà nó có tác dụng phụ gì không anh? Là cái bánh nó ngon hơn. Rồi anh chét vô đi nha. Sau khi mình phải cho nó giòn cái bánh mới chét nó vô được. Một bánh gì thành phẩm bán được nhiêu anh nha? Cái này khoảng chừng 15-20 ngàn cái. Rồi sao sống anh? Thì nghề ăn chơi vui thôi. Còn nghề chính của em là làm cái khác. Ok anh. Chứ em thấy nội không trứng vịt này kia em thấy là không đủ vốn rồi đó. Cái này mình làm trứng gà, không có làm trứng vịt. À trứng gà luôn rồi nha. 450. Ồ. Oh. À, xong rồi mình chén này vô anh. Trong đó có gì anh nha? Có tôm khô. Trứng. Trời ơi. 20 ngàn rồi tôm khô rồi sao anh có lời? Hai tép thôi. Hai tép. Tép khô. Tép khô, trứng, hành. Dạ. Xúc xích. Ồ, hình lạ quá nè. Vậy rồi sao anh có lời được? Làm gì đam mê quá. Cho mình bán này xong mình bán nhà không anh? Không, này làm đam mê thôi. Rồi nhà, cửa đâu mình thì giữ đâu anh? Nhà cửa hả? Nhà cửa đó, ở ké. À, nếu mà theo em nghĩ cái bánh này bèo lắm là phải 40 nghìn. Chứ ở đâu mà 20 nghìn đâu có lời anh nha. Ừ, đúng quá. Không 20 ngàn là lời anh ơi. Người xa tới bánh còn người xa. Cũng đủ người xa. Không rất ngon rồi các bạn. Bỏ thêm sốt vô. Sốt thì có nhiều loại. Dạ. Có tương ớt, tương cà với lại maizena. Ừ. Dạ, còn phù quá. Nếu ai thích ăn thêm phô mai thì ăn phô mai. Còn có mì xa nữa không đây. Nhưng mà nói thật anh, 15 ngàn sao có lời anh? Không, 15 ngàn là có lời rồi. Rồi vợ con sao? Vợ con nuôi mình không à? Nó nuôi vợ con. Anh bán rồi sao? Em nghe thấy ghê quá anh nhỉ. Đó, cái mình sao gấp lại để cho nó giòn. Xíu đây các bạn thấy cũng công phu lắm các bạn ơi, đâu phải dễ ăn đâu. Đây các bạn thấy bánh chăn nướng các bạn, bánh chăn nướng Long Xuyên, espresso Long Xuyên, ok. The rice is very cheap, no expensive, ok. Thank you. À, nhưng mà nhà anh ấy ở, nhưng mà anh không ở nhà anh, nhà anh bán rồi các bạn. Cảm ơn các bạn ủng hộ. Ví dụ các bạn cứ suy nghĩ một cái 20 ngàn mà bạn ổng chế biến ra 30 ngàn, tiền đâu mà đắp. Đây các bạn, giờ công phu lắm các bạn. Đây